Thị trường vàng thì vẫn duy trì được cái đà tăng trưởng khá là cứng Sau khi break out được cái mẫu hình way button trên cái biểu đồ daily Anh chị em có thể nhận thấy cái điều này ạ Và ngày hôm qua là một cái ngày mà giá bị nén lại Khá là rõ đúng không? Khá là rõ Thì hiện tại chúng ta biết rằng quỹ tín thác vàng SBR Gold Trust Thì vẫn tiếp tục bán ra cái trên cái thị trường vàng Bán ra một cái xu hướng khá là mạnh đúng không ạ? Nhưng có một cái điểm mà thị trường hiện tại đang rất là bất ngờ đó là gì ạ? Có những cái khách hàng rất là bí ẩn đang gọi là đang liên tục thu mua vào uh, vàng trên cái thị trường và mình đọc đâu đó một cái thông tin thì có là trong cái quý ba các cái tổ chức được gọi là người ta nghi ngờ là các cái ngân hàng trung ương có thể là nga có thể là trung quốc đã âm thầm mua vào khoảng đầu đó khoảng 400 tấn vàng chúng ta biết rằng 400 tấn vàng thì nó tương đương với khoảng một nửa cái số vàng của cái quỹ tín thác vàng này đang nắm giữ đúng không ạ rất là lớn mà chỉ trong quý 3 thôi nha như vậy cái điều đó đã hấp thụ đi cái kịch bản giá vàng giảm từ đầu năm rất nhiều dưới cái áp lực của sự tăng của đồng đô la mỹ của đồng đô la mỹ và nhìn trên cái biểu đồ daily à, biểu đồ weekly thì anh chị em sẽ nhận thấy rằng là gì ạ vàng có một cái mẫu nến rút chân rất là đẹp trên cái biểu đồ daily à, trên cái biểu đồ weekly đúng không ạ ba cái cây nến tuần đều đạp xuống cái vùng 1620 đô la sau đó rút chân để lại cái mẫu nến tăng giá rất là ấn tượng Đấy, rất là ấn tượng. Thì phải chăng là đang có những cái ngân hàng trung ương như là Trung Quốc hoặc là Nga đang thu mua rất là nhiều vào cái thị trường vàng hay không thì chúng ta không biết chính xác được. Nhưng theo như cái thống kê từ cái thông tin đó thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng đang có những cái tổ chức rất là lớn thu mua vào trên cái thị trường vàng đó là một cái thông tin có thể sẽ rất là tích cực đối với thị trường vàng trong cái thời gian tới trong thời gian tới nhất là trong cái bối cảnh nếu như đồng đô la mỹ thật sự có thể chứng lại cái đà tăng trưởng như là chúng ta kỳ vọng trên cái biểu đồ daily của cái chỉ số DXY này đúng không ạ? Nhìn biểu đồ này chúng ta thấy rõ ràng là DXY cái đà tăng trưởng đang gặp khó khăn đúng không ạ? Đang gặp khó khăn. Và nếu như DXY trước lại cái đà tăng trưởng của mình cùng với việc đó là Fed đánh cái tín hiệu rằng là lãi suất sẽ không tăng nhanh như là cái thời gian qua nữa thì rất có thể là vàng sẽ kích hoạt một cái thời kỳ tăng giá mới trong cái bối cảnh chúng ta biết rằng là lạm phát từ Á sang Âu sang Mỹ rất là mạnh đúng không ạ? và vàng thì luôn được coi là vật trốn tránh lạm phát suốt một cái thời kỳ dài kể từ tháng 3 năm 2022 đến giờ vàng giảm giá trong cái bối cảnh lạm phát thì tăng mạnh đó là một cái điều cũng rất là bất hợp lý trên cái phương diện vĩ mô đúng không ạ trên phương diện vĩ mô thì phải chăng cái thời gian tới vàng sẽ kích hoạt lại một cái làn sóng tăng trưởng nữa hay là không chúng ta không biết chính xác được nhưng cái cơ sở để cho kỳ vọng có một cái đợt tăng giá của thị trường vàng là hoàn toàn có thể xảy ra nha Đó là trong chung dài hạn Còn trước mắt thì mình vẫn kỳ vọng vàng trước mắt sẽ tăng lên đến cái vùng 1720 đô la một ao trước khi mà có những cái cập nhật giá xa hơn